chào quý bà con. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới bà con sản phẩm bình xịt thuốc Takeo TK20. Bây giờ chúng tôi sẽ phun thử trực tiếp cho bà con xem nha. Quý bà con đang xem là dòng bình xịt điện Takeo TK20 sử dụng đầu bếp đơn và đầu ba bếp. Bình xịt điện áp lực cao giúp bếp phun ra dạng xương rất mịn và đều. Chúng tôi đang test máy phun Takeo tại vườn cây xanh. Ưu điểm của bình xịt thuốc bằng điện Takeo. Trước kia, người nông dân thường dùng bình xịt bằng tay đơn giản rất nhiều, nhưng từ khi bình xịt cỏ bằng điện ra đời đã đem lại rất nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Giúp phun thuốc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chiếc bình xịt cỏ bằng điện Takeo có tốc độ phun nhanh chóng, vì thế có thể giúp người nông dân tiết kiệm được thời gian so với khi xịt bằng bình không dùng điện. Những chiếc bình xịt bằng thuốc Takeo có khả năng tiết kiệm được thời gian phun thuốc gấp đôi so với bình xịt thủ công truyền thống. Chính vì thế mà hiện nay nó đang được rất ưa chuộng và được sử dụng ngày một nhiều hơn. Đảm bảo lượng thuốc phun đều. Bình xịt thuốc trừ sâu điện Takeo được thiết kế một chiếc vòi phun lan rộng, vòi hoa sen tán đều ra các lượng thuốc phun ra. Việc này đảm bảo được lượng thuốc phun đều, không bị dồn lại. Nhờ vậy mà hiệu quả diệt sâu bọ, diệt cỏ được đảm bảo tốt nhất, đảm bảo an toàn cho người dùng. Khi sử dụng máy phun thuốc trừ sâu bằng điện Takeo, người nông dân thường sẽ được đảm bảo an toàn, sức khỏe bởi hệ thống máy thiết kế đảm bảo không làm thuốc đổ ra ngoài, cho dù bạn có làm rơi hay nghiêng bình. Đây là một trong những ưu điểm khiến cho những chiếc bình phun thuốc sâu bằng điện được ưa chuộng như vậy. An toàn cho sức khỏe người dùng là một trong những lý do bình xịt điện ra đời. So với những ưu điểm trên, khiến bình xịt điện Takeo được dùng phổ biến hiện nay, đặc biệt đối với những người nông dân có diện tích ruộng đồng lớn, họ cần đến những chiếc bình xịt để tiết kiệm được thời gian và công sức trong nuôi cấy hoa màu. Bình xịt điện Takeo TK20, bình hoạt động hoàn toàn bằng điện tiện lợi, ắc quy bền bỉ với thời gian sử dụng từ 6 đến 8 tiếng, không gây ô nhiễm môi trường, không độc hại, tiết kiệm điện, công suất hoạt động mạnh, an toàn. Tiết kiệm chi phí sử dụng, chi phí thuê nhân công, vận hành êm ái, không gây tiếng ồn. Bình xịt điện Takeo TK20 được bảo hành 18 tháng cho quý bà con. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.